Thưa quý vị, đó chính là một cái liên khúc Bolero gồm rất nhiều những ca khúc quen thuộc. Hồi nãy thì em giới thiệu chút về cải lương là tại sao em muốn là mọi người thấy được ở Chị Ly cái sự đa tài, đóng kịch cũng được, rồi hát cải lương luôn, rồi nhiều lĩnh vực khác nữa. Thì bây giờ cho em hỏi tí xíu là chị còn nhớ là cái vở kịch đầu tiên chị đóng là khi nào không chị? À, nếu mà chính thức là nguyên một cái vở kịch luôn á, kịch dài luôn á, là đóng chính trong đó là cái vở kịch May Mắn Thành Sao. À, đóng chung với anh Hoài Linh. Nhào vô mà lúc mà bước vô rồi là bắt đầu quảng, quý vị biết sao không? Tại vì thường thường á, mình là tay ngang, mà bản á, thì đưa về nè, đưa tập. Nhưng mà thật sự ra cái kịch bản nó cũng chỉ là cái kịch bản thôi. Mỗi ngày tập là nó đổi sành sạch, không thể nào mà mình theo kịp. Đúng. Ví dụ tại vì người ta quen cái ekip á, người ta sẽ tung hứng, người ta bắt đúng là rồi. bắt chụp. Còn mình không phải là mình là tay ngang, mình đâu có thể như vậy được. Mình cho nên là hôm nay sao anh Thoại hôm nay câu này, ngày mai anh Thoại câu khác, rồi làm sao biết chỗ nào mà em vô, nó bị tẩu hỏa cái đó. Nhưng mà thật ra là nó cũng khó với chị Ly, nhưng mà nó sẽ luyện chị cái khả năng phản ứng rất là nhanh. Nhưng mà nó làm mình là quản. Quản đúng không? Mình quản thì mình nói thôi em xin rút dai, em đi về, em không đóng được. Tại vì bây giờ em không thể, hôm nay em mọi người tập cái em thâu băng vậy, cái về cái hôm sau cái không có vô cái kêu niu, đâu có biết vô mà chỗ vô nào. Vô đóng cái kịch đó được bao lâu trước khi mà mình xả vai? Tập thôi là đã trốn rồi, tập là bắt đầu xin rút rồi, xin rút rồi. Nhưng mà mọi người cứ vui rồi cái bắt đầu vô, mà thường thường tập kịch mấy người đó ta chuyên nghiệp rồi, đâu có tập nhiều đâu. Nhiều khi có mấy buổi cái xong rồi cái lên sân khấu cái bắt đầu mà thiệt tình là nó có đúng là như Khang nói, là mình riết như vậy mình cũng có cái phản xạ nhưng mà thật sự ra có cái hai người mà nó có cái ăn rơ, thì khi người kia tung người nọ hứng thì nó được, mà người kia tung mà mình không hứng được nó rớt cái bọt là chết luôn. nhưng mà cũng để thấy được là đầu tiên là chị ở cái lĩnh vực kịch nói, chị Ly cũng dám thử sức mình. Nhưng chưa quý vị, bà chị ruột của em bà gan lắm, cái gì bà cũng thử, đến nỗi mà cải lương bà cũng thử luôn. Em còn nhớ là trong cái vở Lan và Điệp đúng không ạ? Là vở đầu tiên chị hát cải lương. Nhưng mà em nghĩ vậy nè, ví dụ kịch thì còn thể mới, lo lắng, nhưng mà cải lương thì cũng liên quan đến hát. Cho nên nếu như mà lần đầu thử sức cải lương thì chắc cũng không khó đúng không? Không dám đâu. Phải nói là cũng cái tâm trạng vậy, tại vì cái vở cải lương đó nó cũng thai nghén hơi lâu đó. Tại vì khi mà anh Thuận mà mở lời mời Ly đóng thì Ly tưởng anh Thuận nói chơi. Anh Thuận nói anh mời em đóng dây Lan, nó anh nói giỡn hoài à. Trời đất ơi, anh nghĩ sao mà em hát nguyên tuồng mà đã dạy dây, mà cái tuồng này là tuồng kinh điển quý vị, không có thể đơn giản, mình không có thể giỡn chơi với những cái tuồng kinh điển được. Anh Thuận ơi, em đóng được. Thực ra là anh nói hỏi sao thì mới thú thật, thật sự lúc đó đang có bầu bé La. Không đóng được à, cho nên là không có nhận ảnh, rồi xong bẵng đi một thời gian quên luôn. Xong rồi nó cũng qua tới khi mà Ly sanh em bé xong luôn. Tự nhiên cái ảnh lại ngỏ lời lại. Có duyên. Cái không phải. À. Cái Ly mới nói, ủa, anh nói chơi, nói thiệt, anh đợi em. Trời ơi, anh nói vậy sao dám từ chối nữa. Không phải là dám từ chối, một phần là như vậy. Một phần nữa là thật sự ra bản thân của Ly mê cái tuồng này và mê cái nhân vật này từ nhỏ, nghe suốt bằng cassette thời xưa. Cho nên là nó bị cái đam mê đó, nó lấn áp với là nhận. Nhưng mà khi vô tập cũng giống như cái kia, bắt đầu cảm thấy quảng đúng không? Quảng là tại vì mình phải diễn, học lời thì không nói, nhưng mà phải diễn, nhưng mà lại không có dám coi ai diễn trước hết trơn, tại sợ nó sẽ bị giống, không coi một người nào hết. Tại vì ngày xưa mình chỉ nghe có băng thôi, không dám coi. Rồi khi mà ra tập thì tất cả toàn là gạo cội không à, chứ sợ, cho nên là rất là sợ. Nhưng mà và sau đó là cái vai của chị lần đầu tiên thử sức, nhưng đã nhận được sự ủng hộ của quý vị rất nhiều. Anh nhận và được cái Guinness nữa. Có kỷ lục Guinness nữa hả? Ly với anh Thuận được nhận cái Guinness mà chúc mừng chị ca sĩ mà diễn vợ cái lương Nguyên Thuận đó, có hay nhận quá. Được cái Guinness. Và tương lai nha quý vị, chị sẽ tràn qua một số lĩnh vực khác, ví dụ như người dẫn chương trình chẳng hạn, MC, rồi có một số cái nhà thôi không dám đâu. Không có hả? Bây giờ nụ cười mới giờ nó cứ chọc, mỗi lần nó gặp Ly nói ý chị chỉ còn thiếu xiết Lý Bằng mời chị thôi. Ôi thưa quý vị, một lần nữa để cho thấy được ca sĩ Cẩm Ly đã thử sức rất là nhiều lĩnh vực và ghi được những cái dấu ấn, những sự yêu mến của quý vị. Một tràng pháo tay cho ca sĩ Cẩm Ly. Cảm ơn chị. Cảm ơn quý vị.
rồi ta đã xa nhau.